được. Còn tới giờ nằm nửa tiếng họ lúc nhan tao đưa đi chùa không được hả? Được không? Con vô nửa tiếng đồng hồ, con đi làm dạo. Con hẳn ra hoàng. Ôm con nhỏ hơn 5 tháng tuổi tử vong ở bệnh viện về phòng. Đôi vợ chồng Kẹo bị chủ trọ dứt khoát đuổi ra ngoài, không cho vào, gây bức xúc. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng bế theo hai đứa con nhỏ đứng bên ngoài, tranh cãi với chủ nhà trọ khiến nhiều người xôn xao. Đáng nói, một đứa bé hơn 5 tháng tuổi được người đàn ông bế trên tay vừa qua đời vì ho sốt, nhưng người chủ trọ dứt khoát từ chối không cho gia đình đem theo con nhỏ vào trong phòng trọ. Bức xúc trước hành động của chủ trọ, người cha vừa bế con trên tay vừa bức xúc lớn tiếng. Cho con đem nó vào nằm nửa tiếng đồng hồ rồi con đem đi chùa không được hả? Được không? Con cho nó vô nửa tiếng đồng hồ, con cho nó nằm võng, con ấm đàng hoàng, con đau lắm chú. Lúc này người vợ cũng đang bế theo một đứa nhỏ khác trên tay, đã không kìm được nước mắt mà khóc năn nỉ. Chú con, tụi con vào đi chú. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, vị chủ trọ này chỉ đứng im lặng, dứt khoát từ chối, không cho đôi vợ chồng ôm con vừa mất vào nhà trọ. Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, thì sự việc xảy ra tại khu trọ thuộc thị trấn Tân Biên, thành phố Tây Ninh. Hai vợ chồng nghèo đi thuê trọ không có điều kiện. Nên sau khi con trai tử vong, người vợ cuối cùng đã bế vào trong phòng để thay bộ đồ mới cho đứa nhỏ xấu số. Còn người chồng vẫn chạy đôn chạy đáo để liên hệ với nhà chùa và một số tổ chức từ thiện để nhờ giúp đỡ chuyến xe không đồng đưa con về quê. Theo dõi sự việc, người đàn ông quay clip và một số người dân cũng bày tỏ bức xúc với gia đình cho thuê trọ. Tôi thấy tôi cũng bức xúc lắm chứ. Người ta thuê trọ có trả tiền thì bây giờ xảy ra sự cố. Còn người ta chết vì bị sốt thì phát tâm cho người ta đem con vào thắp cho nó nén nhăn. Rồi sau người ta đem đứa nhỏ về nhà cha mẹ ruột nó cúng sau. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và bày tỏ sự bức xúc trước sự vô tình của gia đình chủ cho thuê nhà trọ khi vợ chồng nghèo lâm vào bước đường khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có lẽ chủ nhà lo lắng nếu đem cháu bé đã qua đời vào nhà sẽ khiến người quanh khu trọ xì xào, ám ảnh thì sau đó sẽ không có ai dám thuê căn phòng đó nữa nên bế không đồng ý. Tuy nhiên, dù không đồng ý cũng nên hỗ trợ đôi vợ chồng hoặc tìm phương án giúp đỡ để họ có thể có thêm chi phí, phương tiện để về quê hoặc cho cháu bé vào tá túc nhờ ngôi chùa nào đó, chứ không phải lạnh lùng đuổi ra ngoài như vậy, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời chia buồn và tiếc thương cho cháu bé xấu số và khuyên hai vợ chồng tìm cách đưa con về quê sớm để đỡ phải lang thang lạnh lẽo. Dù không biết sau đó đôi vợ chồng đã đưa con nhỏ về quê bằng cách nào, nhưng đoạn clip trên hiện vẫn đang khiến nhiều người cảm thấy xót xa và bất bình với cách hành xử của chủ nhà trọ.